temper so quickly. Don't lose your temper. Giống á. Sợ mèo lắm đó, nhưng mà nhìn Bảo Ngọc nay cô Vân suy nghĩ lại, bởi vậy mới thấy thương chú Luân, là lúc nào chú Luân cũng phải hy sinh cái nhan sắc của mình để mà có thể không thì em đẹp hơn. Cái con mèo của chú Luân thì nó không biết là cái thể loại mèo gì, tại vì nó ngồ ngộ ha. Cái con báo nó đang tiến quá thành con mèo, đúng không chị? Cũng cảm giác vậy đó. Nhưng mà nhờ vậy đó thì lại càng tăng thêm cái vẻ đáng yêu cho bé Bảo Ngọc và làm cho cái tiết mục nó sinh động. Bé Ngọc có một cái lợi điểm là con làm cái gì người ta cũng thích hết trơn á, lạ lùng vậy đó. Con hành tết đi hoài tới tối ta nghe cũng được, nó tới khuya giờ cũng được luôn á. Tơi mắt khỏi bé Bảo Ngọc từ đầu đến cuối, bởi vì em đang nhìn bé Bảo Ngọc thế ở vừa tầm mắt này, những cái con mèo kia nó lớn nó bị phải nhốt lên, thế về ngại quá thực cái gì luôn thế này. Khi nào mà em hạ chiều cao của em đứng này, em ngồi này này thì chị mới nhìn được, thấy con mèo này cũng đáng yêu mà. Đúng rồi, mèo này cái mặt xinh nè, chỉ có cái phọt kỳ thôi. Cháu ở sân khấu, cho dù cháu đóng vai nào ấy, cái này chắc cũng là cái công rất là lớn của chú Luân hướng dẫn con, thì ở cháu đều toát lên một cái sự thu hút. Có lẽ là cháu sẽ là một cái người truyền đi một cái thông điệp là con gái thật là tuyệt. Hôm nay tiết mục này rất là tuyệt vời. Hóa thân thành một cái nhân vật nào, cái thần thái của con khi con biểu diễn á, nó rất là ra. Như bữa nay là con giả những cô gái Hàn không? Nhìn con khi con biểu diễn nó rất là Hàn Quốc, rất là hồn nhiên ngây thơ. Đối với Phan Ngọc Lân thì bên cạnh em có một cô bé nó như là cái viên ngọc đó, bây giờ là em càng mài dũa thì nó lại càng sáng hơn. Là một cái người huấn luyện viên thì anh nghĩ là em chấp nhận rất là nhiều cái hy sinh để em làm cho cái tiết mục nó hoàn hảo. Cái lòng của anh vẫn dành một cái sự yêu quý, cái tình cảm của em dành cho thí sinh nhí của mình. Và cảm ơn tất cả những huấn luyện viên ở trong các đội luôn. Don't lose your temper so quickly.